chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ 714 -897 -6100 và bảy Hiện nay, mua một bánh filet o fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia.

Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy chào lại với tất cả quý khán thính giả Chào đón quý vị đến với Cà Phê Sáng Thời Sự Thế Giới Trong ngày thứ năm hôm nay, người lời chào Ngọc Lan Xin chào anh Thủy, kính chào quý vị Hôm nay là 3 tháng 8 và hôm nay rất nhiều các trẻ em cùng với người lớn Hiện nay chuẩn bị xếp hàng tới SoFi Stadium ở Inglewood Chuẩn bị tối nay ấm 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 mầm luôn Mà họ nói rằng Taylor Swift với quý vị khi mà diễn ở Seattle đó là À, khán giả họ nói cộng với cái dàn âm thanh không biết SoFi sẽ như thế nào nhưng mà trên Seattle đó lần đầu tiên một chương trình đại nhạc hội mà tạo nên trận động đất trên ba chấm ở trên Seattle. Wow. À, họ, họ, nói tất cả gần cả trăm ngàn khán giả nhảy cùng một lúc rồi âm thanh mấy ngàn cái loa nó làm âm 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 một lúc thì có một cái ông ông chuyên gia về địa chấn học Wow. ông biết nhìn vào cái máy đo bởi vì họ đo từ ừ. Seattle Washington cho tới California thì họ nói trong cái khoảng thời gian đó động đất đã xảy ra và tin tức này đã loan tải thì uh, SoFi Stadium họ sợ đến độ nó là nếu mà mà nó, nó kéo dài cái trận động đất đó, đó thì nó thành động đất thật luôn. Wow đất ở bên dưới và công Từng... nhận cái sức mạnh của âm nhạc ha Ngọc Lan thấy à, khủng khiếp. âm nhạc khiếp. Chỉ có âm dạ, với thể thao âm nhạc, đúng âm rồi. nhạc với thể thao là nó làm cho cái lòng người họ có thể ở giết rồi. nhau được hay, hay thật vì là... thể thao và âm nhạc cho nên à, à, chúc mừng cho những cư dân địa phương cũng như nền kinh tế mỗi khi Taylor Swift đi tới đâu thì đó là tin vui còn ngày hôm nay thì sáng nay à, có hai trận và chúng tôi theo dõi đó thấy à, À, một trong những trận hào hứng vô cùng, maroc maroc lần đầu tiên đã vào được à, vòng 16 đội hay mình gọi là bad kết, bad kết, 8 <laughs> bát kết bát kết tám trận tứ kết mà kết có bốn trận mới no, bát kết mình gọi tứ kết bán kết xin no, giờ phải 16 đội thì phải bát kết chứ phải không ạ thì cũng vui vào được bát kết là <laughs> là phải nói là thành công ghê gớm lắm à Brazil với Đức về nước. Là thật. Hôm, à. Năm nay thì lẽ đương nhiên trận thư hùng nào chẳng hạn như là đội Mỹ ừ. đương kim vô địch thế giới nhưng mà lại đá rất là tệ hại. Thì thưa quý vị sắp tới đây vào ngày thứ Chủ Nhật này sẽ là những cái trận vô cùng hào hứng quan trọng nhất đội Mỹ đụng với thụy điển. Wow. Thụy điển năm nay đã hay lắm ừ. cho nên không biết được với nếu mà À, đội Hoa Kỳ không có cái chiến lược mà nghiên cứu kỹ về Thủy Điển á. Lạng quạng là thua đó. Không có vào tứ kết được đó Ngọc là. yeah. Sau bát kết là tứ kết. Yeah. <laughs> Rồi à, à, các trận kế tiếp. Nam Hàn thì vô được. À, đây là những à, đội Thụy Sĩ, Na Uy, Vân Vân thì vào. Và hứa hẹn. Lẽ đương nhiên vào trong này có những đội như Nigeria, South Africa, Maroc chắc chắn là những đội yếu nhưng mà họ vào được thì sẽ tạo cơ hội cho các đội mạnh hơn nhất là các đội châu Âu đó quá mạnh năm nay cho nên sẽ tạo thêm nhiều hào hứng để xem các đội yếu đó mà vào được vòng 16 đó sẽ có cái thành tích để có thể vượt vào sâu bên trong mặc dù các nhà phân tích ra họ nói vào được vòng 16 là may lắm rồi Không có đơn giản là vào được Bởi vì những cái đội ở châu Âu và Bắc ừ. Âu Thưa quý vị mạnh quá trong năm nay Ngọc lan nghe nói là ngày hôm qua Cái trận mày của Đức với lại Nam Hàn đó đá rất là hay Nói yeah. là nhiều người ta nói là coi bóng đá nữ bây giờ nó Không phải là rồi, Họ nói rồi. có người người ta nói là còn coi ừ, hấp dẫn hào hứng hờ, hơn đúng rồi, Là coi bóng đá nam nữa Tôi thấy hấp dẫn hơn nhiều Đặc coi, biệt biết. là cái mùa này đó người ta thấy là các cô các bà đó đã họ chạy quá nhanh luôn và họ có những em pha biểu diễn rất là đẹp nó 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 còn hay hơn các ông nhiều các ông bị cái mà ngay từ đầu tôi nói đó là chuyên môn giả bị đau lăn 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 trên sân đau xong đến khi mà phạt cái đứng dậy đi tỉnh bơ còn các cô đó rõ ràng khi mà va chạm các cô té nghĩa là cũng có những cái màn chơi xấu và khi chơi xấu và đặc biệt càng ngày các thủ tục các quy định liên quan tới uh, các quả bóng phạt đó, càng ngày càng nghiêm khắc hơn. Bây giờ thậm chí đó cái người trọng tài thổi phạt tức là hai trọng trọng tài biên ừ. hai bên họ thổi phạt nhưng mà cái việc thổi phạt đó bởi vì họ nhìn bằng mắt không bằng những cái máy quay ừ. cho nên ở trên khán đài đó họ có cả một cái dàn giám khảo trọng tài xem nữa chứ không phải là trọng tài thổi một cái là được được quyền họ có thể trọng tài giữa đó có thể thổi một vài à, lỗi được nhưng mà những cái lỗi quan trọng chẳng hạn như là à, việt vị đó tức là um, chạy quá hàng đó thì trọng tài ở trên khán đài sẽ theo dõi cho nên quý vị thấy có những cái chuyện mà người trọng tài ở biên trọng tài biên đó mà phạt cái tội việt vị đó ở trên khán đài họ xem lại họ nói không có việt vị và ừ. tính cái quả banh đó À, wow. cho nên à, rồi đá như thế nào đó tất cả bây giờ là máy quay camera và trọng tài không à, để, để giúp làm sao cho cái việc mà quả banh nó bị phạt nó không làm cho các đội họ kiện cáo và thứ hai nữa đó lần đầu tiên chúng tôi thấy đó là trọng tài ra đứng giữa sân tuyên bố khi mà họ vào họ xem cái màn hình rồi đó Ngày xưa đó chỉ xem màn hình xong rồi không cần nói gì hết, chỉ ra là à cái quyết định là sẽ cho đội này được đá phạt hay, hay đội khác. Nhưng mà lần này người trọng tài nói bằng tiếng Anh luôn để giải thích cách quyết định dựa trên những uh, hình ảnh cũng như uh, ban giám khảo ở trên họ đều đồng ý cái quả đó là quả phạt đền. Cho nên uh, năm nay uh, xem hẳn và và rất là hay, rất là thú vị. Quý vị nhớ đón xem các chương trình mà bình luận về World Cup nữ ở trên Lít Đô Sài Gòn TV vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 30 hàng ngày do Lê Thái và Luân Vũ thực hiện. Rồi chúng tôi sẽ có những cái phần quà khi mà bắt đầu vào những cái trận ở vòng trong đó. À, không phải là bán kết giống như là anh Thụy nói mà bắt vào từ vòng mà tứ kết vô đến chung kết bán kết thì sẽ có những cái phần quà dành cho khán giả à, ngoài ra ngoài ngoài cái chuyện mà đá banh ra giờ ai không thích đá banh thì quý vị có thể vào ngày thứ sáu này quý vị được quyền đi vào tất cả các công viên à, không chỉ công viên lớn nhỏ mà công viên quốc gia trên cả nước Mỹ đều được miễn phí trong ngày thứ sáu này Ừ. thì đó là một giờ Ngọc Lan mới biết, đó là một cái một cái đạo luật họ được thông qua từ nhiều năm rồi. Ừ. Tức là một năm như vậy đó thì sẽ có một ngày thứ sáu họ sẽ chọn ra thì tất cả các công viên đều vào cửa miễn phí hết. Mà quý vị biết những công viên quốc gia đó thì dĩ nhiên có những công viên nhỏ nhỏ thì nó miễn phí nhưng mà có những công viên vào phải mua vé thì tùy theo cái vé có thể từ 5 đồng cho đến cả 30 đồng cho một cái xe yeah. đi vào. Thì thứ sáu này tất cả đều được miễn phí hết cho nên là quý vị uh, được vào uh, dĩ nhiên họ nói là chỉ miễn phí cái vé vào cửa thôi. Còn thí dụ như ở trong đó nó có những cái hoạt động, ví dụ uh, ở trong những cái công viên lớn có thể đi tàu hay là chơi ừ, những cái gì đó mà bắt buộc mua vé thì quý vị vẫn phải, phải mua. Chỉ có là cái vé vào cổng uh, không loại trừ công viên nào hết, ha. tất cả đều được hết đi vào miễn phí. Còn họ nói uh, nếu như mà thứ sáu này mà quý vị nào mà không có cái cơ hội để đi sắp xếp cho kịp ngày thứ sáu này thì quý vị vẫn có thể còn có những cơ hội khác đó là vào ngày 1 tháng 9 và ngày 11 tháng 11 sắp tới đây. Đó, ngày 1 tháng 9 với lại ngày 11 tháng 11 là quý vị cũng sẽ được vào các cái công viên quốc gia miễn phí hoàn toàn. Thì thấy ở đây cũng có nhiều Tôi những cái đạo à. lực rất là hấp dẫn. Họ nói là đây là những cái đạo lực là giống như là cái ngày đó là họ mở rộng ra cho uh, hỗ trợ cho các ừ. hoạt động ngoài trời, khuyến khích nhiều người, thật ra nhiều người, người ta không có tiền ta mua vé Đúng vào vậy. công viên nữa. Uh, nhưng mà cái chuyện miễn phí như vậy một năm á, họ có 5 ngày để dành cho cái chuyện miễn phí. Thì uh, trước mắt mình thấy là thứ sáu này rồi ngày 1 tây tháng 9, ngày 11 tây tháng 11. À, nói là những cái vé như vậy đó không có làm ảnh hưởng đến cái ngân sách toàn bộ cho cho các công viên quốc gia nó vẫn chấp nhận được Cho nên quý vị có thể ngày thứ sáu này đưa con em gia đình mình đi chơi lại yeah. có thêm một người nữa tử vong vì nắng nóng trong lúc đi bộ trong công viên quốc gia mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết ngay sau phần quảng cáo.